Hello, hello, hello everyone. Xin chào. Hello everyone. Thì hôm nay ha, mà chúng ta sẽ qua một cái chủ đề nó cũng hấp dẫn không kém ha. So now, let's see ha, what topic I'm gonna introduce to you today. Rồi, chủ đề ngày hôm nay thầy sẽ vừa kết hợp có yếu tố sự kiện event và có yếu tố food, đồ ăn trọng lượng. Đó là describe an event you went to that had good food. Rồi, và đây là những câu hỏi gợi ý của thầy dành cho mọi người nhé. What was the event? Sự kiện đó là gì? When was it? Khi nào nó diễn ra? What was the food? Đồ ăn nó là gì? Và why you liked it? Tại sao bạn lại thích nó? Rồi, vậy thì đâu mọi người ơi, hãy cùng brainstorm với thầy Tường nhé. Đối với đề này thì mọi người hãy nghĩ giúp thầy xem chúng ta sẽ chọn ra một cái sự kiện nào bây giờ. À. Rồi, chắc chắn là chúng ta sẽ nghĩ ngay đến những cái giống như là tiệc cưới, wedding hay là một buổi tiệc party nào đó đúng không? Tại vì chắc chắn đó là những buổi tiệc mà chúng ta sẽ được ăn uống và chúng ta sẽ có cơ hội để mà gọi là mình mô tả được cái bữa ăn đó trong đây. Rồi, vậy thì đã đây nhá. Nếu mà mọi người hỏi thầy Tường là nếu như mà part 2 em có nên nói dối hay không thì thầy Tường cũng nghĩ là không nên. Tuy nhiên là mình vẫn nên dựa vào một cái gọi là real content, một cái nội dung có thật. Đó, tại vì khi mọi người kể một câu chuyện có thật á, nó sẽ phù hợp, nó sẽ dễ đi vào lòng người hơn. Mình thấy từ từ nói là như vậy. Tức là kiểu giám khảo sẽ cảm nhận được rằng là mình đang kể một câu chuyện có thật và họ sẽ đánh giá cao về cái your ability to use your English to retell the story. Khả năng để mà sử dụng tiếng Anh để kể là một câu chuyện. Nhưng mà thực sự nha, nếu như trong đầu mọi người lúc đó thực sự là went blank, không hề có ý tưởng gì mà mọi người muốn đòi ra một câu chuyện thì thầy Tường nghĩ là vẫn ok thôi. Nhưng mà thầy Tường vẫn nghĩ nha, tức là impossible, you have to choose the real content, the real story, which is related to your experience. À, mọi người vẫn nên kể một câu chuyện có thiệt nha. Rồi thì ngày hôm nay thầy Tường sẽ kể cho mọi người nghe một cái gọi là câu chuyện về một bữa ăn của thầy, bữa ăn sinh nhật. À, hình chỉ có tính chất minh họa, đúng thật là như vậy luôn. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau coi thử bài của thầy Tường sẽ có gì ha. Đầu tiên thầy Tường sẽ muốn giới thiệu cái event đó là gì. Rồi, ở đây nha, thầy Tường muốn giới thiệu là tôi đã tham gia rất là nhiều những cái buổi tiệc đi, nhưng mà có một cái buổi mà có nhất, đó chính là buổi này. Ok ha. So, personally speaking, I have attended so many parties where I had dinner, but there is only one special dinner which I have always remembered and enjoyed it a lot. My family arranged it on my birthday. What I savor was not only the food, which was very delicious, but I spent a quality time with my friends and family also. Rồi, như mọi người thấy nha, nếu mọi người đã theo dõi thầy Tường từ lâu thì mọi người biết cái phong cách speaking của thầy, đó là thường mới vô thầy sẽ không có giới thiệu liền đâu về cái event đó, mà thầy sẽ luôn nói là có rất là nhiều những cái buổi tiệc ha, nhưng mà cái lần mà tôi nhớ nhất á, đó chính là lần này đó. Rồi, thầy Tường sẽ nói nha, personally speaking, về cá nhân của thầy Tường này, để thầy sẽ chỉ lên màn hình cho mọi người dễ theo dõi nha. Rồi, về cá nhân của tôi tham gia rất là nhiều những buổi tiệc ha, mà tôi có cái buổi, nhưng mà buổi ăn tối, nhưng mà có một cái buổi ăn tối mà lúc nào tôi cũng nhớ luôn và tôi tận hưởng nó rất nhiều là gia đình á sắp xếp buổi đó vào ngày sinh nhật của tôi. Thì cái mà tôi savor, mọi người có đoán được savor là gì không? Rồi, mọi người có thể comment giúp thầy Tường nha. Savor đó chính là enjoy đó mọi người, tận hưởng ha. Cái mà tôi tận hưởng ở đây không chỉ là đồ ăn mà nó rất là ngon nha, nhưng mà tôi còn có khoảng thời gian rất là tuyệt vời, thời gian rất là chất lượng dành cho gia đình và bạn bè của tôi nữa. Rồi, và ở đây thì có tổng hợp được hai từ vựng mà mọi người có thể học được trong cái chủ đề này. Đầu tiên chúng ta có từ savor. Savor đó là tận hưởng nha mọi người. The synonym of it is enjoy. Và chúng ta có quality time, thời gian vui vẻ chất lượng. Quality time ha. Rồi, tạm biệt, say goodbye to the first question. Tạm biệt câu hỏi đầu tiên. Chúng ta sẽ có câu hỏi thứ hai. When was it? Buổi này diễn ra ở đâu? À, dĩ nhiên là người ta cần phải biết được cái khoảng thời gian mà mọi người mô tả đúng không? Rồi, thì đây thầy sẽ có câu như sau nhé. If my memory serves me well, it was last month on my birthday, my family arranged dinner for me. The whole food was prepared at home by my mother and some friends also helped her in cooking. They made all of my favorite dishes, which is something I extremely appreciated. In addition, this wonderful dinner was arranged on the terrace in the open air. Rồi,
Bây giờ mọi người ơi, hãy cùng dịch với thầy Tường khúc này nào. Nếu như trí nhớ của tôi, nếu mà tôi nhớ không lầm, nếu mà trí nhớ đối đãi với tôi tốt, là nó khoảng là tháng trước, trong cái ngày sinh nhật của tôi, thì gia đình có sắp xếp một bữa ăn tối dành cho tôi. Thì toàn bộ đồ ăn nha, được chuẩn bị tại nhà bởi mẹ tôi và một số người bạn cũng giúp đỡ trong cô ấy trong việc nấu ăn nữa. Thực ra cái này thầy Tường cũng hơi kỳ đúng không? Phải là bà ấy ha, mẹ của thầy đó. Thì họ đã làm ra những cái món rất là ngon. Mà những đó là một điều mà tôi rất là cảm kích, rất là trân trọng, rất là thích thú ha. Và ngoài ra nữa là cái buổi tiệc này á, nó được tổ chức ở trên cái phần ban công, cái phần lan can ở một cái khu vực gọi là ngoài trời. Rồi, nói chung là terrace ở đây nó hơi khó để mà mọi người hình dung đúng không? Khu vực lan can ban công là làm sao? Thì đây thầy có cái bức hình nhỏ nhỏ sau đây để mọi người có thể dễ dàng hình dung hơn ha. Rồi, nhưng mà đầu tiên chúng ta cùng đi với những từ vựng từ trên xuống dưới nha. If my memory serves me well. Nếu tôi nhớ không lầm. If my memory serves me well. Nếu tôi nhớ không lầm nha mọi người. Đó, this is an idiom and surely it will score you a very, it will get you a very high score in the IELTS test. Đây là một cái mà mọi người có thể sẽ dễ dàng đạt được số điểm rất là cao trong bài thi nếu mà mọi người sử dụng được từ if my memory serves me well nha mọi người. Rồi, từ thứ hai, extremely appreciated, cực kỳ thích, cực kỳ trân trọng. Mọi người có nhớ cái cách mà thầy dùng không? I extremely appreciated. Đó, tôi rất là cực kỳ thích thú trân trọng cái này ha. Rồi, và tiếp theo thầy Tường có từ terrace. Terrace. Đó, phần ban công, phần lan can. Nói chung là cái phần mà kiểu gia đình sẽ ngồi quây quần bên nhau ha. Có một buổi tiệc ngoài trời cùng nướng một cái gì đó, picnic một cái gì đó. Đó, rất là vui, rất là enjoyable luôn. Rồi, vậy thì khi mà chúng ta mô tả xong những cái này rồi thì chúng ta tiếp tục tới phần gì nữa mọi người? Đúng rồi. Mọi người có nhớ cái đề này nó nói quan trọng nhất là good food, đồ ăn mà đúng không mọi người? Cho nên thành thử ra khúc này chúng ta cũng phải đánh nhiều trọng tâm là đồ ăn như thế nào. Thì thật ra nha, thầy Tường biết là nếu mà mình phải mô tả đồ ăn á, thì đó là một cái trải nghiệm rất là kinh khủng, tại vì đâu mình đâu thể nào biết được về cách nấu ăn hay là nấu nướng như thế nào. Nên là hôm nay thầy Tường giới thiệu cho mọi người một cái món và thầy Tường sẽ gọi là học thuộc, kiểu giống như đây là cái phần mà mọi người nên học thuộc luôn. Từ đây về sau mình nên tủ cho mình một cái món để gặp bất kỳ đồ nào về food á là mình lập tức mình lôi ra liền, mình nói liền, mình không có sợ gì nữa hết. Rồi cái món của thầy Tường nghe cái tên là thấy hấp dẫn không mọi người? Buttermilk pancake. Cái này gọi là gì ta? Bánh xèo bơ sữa. Trời ơi, nghe cái là muốn chảy nước miếng liền đúng không? Rồi, và thầy Tường sẽ có đoạn văn như sau nhé. Eventually, we got seated and my cousin brought to me what was called buttermilk pancakes. When the order was served, I was astonished by the size of the portion. It was enough to fit me twice. Visually, it was really appealing. There were about five to six fluffy pancakes stacked on top of each other. The colors were light brown on the surface and cream yellow on the side. A piece of butter was placed at the very top. It was being melted by the heat and dripped down, mouth watering. Rồi, giống như kiểu mọi người tưởng tượng ra được cái món nó đang xuất hiện trước mặt mọi người không nhỉ? Rồi, và tương tự nha, đây là những từ vựng mà để cho mọi người có thể sử dụng được trong bài mô tả của mình nha. Thầy sẽ không có nói về cái từ vựng về những cái món này, tại vì dĩ nhiên mỗi người sẽ có một cái món khác nhau, sẽ thích một món ăn khác nhau mà. Không lẽ giờ mình lại học mình gọi là thuộc y chang cái món này thì mai mốt vô nó không phải món của mình, nó sẽ kiểu dễ bị sai thông tin lắm. Nên là mọi người ơi nhớ nha, hãy giúp thầy Tường chuẩn bị một cái món nào tủ của mình luôn. Ai thích cơm tấm thì ăn cơm tấm, broken rice. Ai thích bún bò Huế thì đó. Gọi là món bún ở tiếng Anh là gì ta? Huế, vermicelli soup from Huế nha. Whatever ha. Hoặc là phở chẳng hạn ha, bánh mì, Vietnamese baguette. Đấy. Nói chung là hãy chuẩn bị cho thầy Tường một món ăn thích thú nhất của mọi người và hãy chuẩn bị một cái bài gọi là để mô tả cái món đó nha. Thật ra mọi người không cần phải mô tả kỹ càng lắm là món đó nó có bao nhiêu gia vị rồi các thứ nấu bao nhiêu tiếng đâu ha, mình chỉ cần nấu sơ sơ thôi. Rồi. Và ở đây hãy tưởng dịch cho mọi người nha. Sau cùng thì tôi ngồi xuống. We got seated. Chúng tôi ngồi xuống. Rồi. Và sau đó thì cái người cousin là người anh em họ của tôi đem cho tôi cái mà được gọi là đó, bánh xèo bơ sữa trứng.
khi mà cái đơn hàng nó được đặt rồi á, ừ, nói chung là giống như kiểu tôi đặt cái món đó, đó ha, thì tôi bất ngờ bởi cái size, cái kích thước của cái portion này, nó đủ để mà cho tôi ăn được 2 lần luôn á. Vì thoạt nhìn nha, visually là về mình về cái phần mình nhìn á thì trời ơi nó hấp dẫn quá luôn á. Có đến 5 cho đến 6 cái miếng bánh xèo mà gọi là fluffy, là kiểu dày, gọi là nhìn ngon ngon đi ha. Được chất ở trên mỗi cái màu của nó là màu nâu nhạt ở trên màng, ở trên cái bề mặt, và một cái phần màu vàng kem ha ở bên hai bên. Một cái miếng bớt bớt tờ là miếng bơ đó cả lớp, được đặt ở trên đỉnh ha, và nó đang bị chảy bởi cái kiểu là hơi nóng cũng như là bắt đầu nó chảy 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 xuống. Trời ơi, mouth watering, chảy nước miếng luôn. Mọi người nghe hay tưởng mà lỡ mọi người coi cái này lúc mà mấy giờ sáng hay là mình chưa ăn sáng, hay là mình tối tối chưa kịp ăn tối thì chắc là cũng hơi I'm sorry to hurt your feeling. Rồi, và đây là những từ để thầy cho mọi người nhé về chủ đề đồ ăn. Chúng ta sẽ có từ đầu tiên là astonished, ấn tượng nha mọi người. Đó, nó giống như kiểu là I'm really amazed ha, tôi rất là ấn tượng ha. Đó, thì astonished. Đó, nó sẽ bằng nghĩa với hơi hơi giống với surprise. Nhưng mà mọi người nhớ ha, astonished bất ngờ, hú hồn luôn. Thì hai chúng ta có từ visually. Visually, phần nhìn nha mọi người, visually. Và chúng ta sẽ có từ mouth watering. Mouth watering. Đó, mọi người thấy cái hình mà cái con bé khủng long màu vàng vàng á, nó đang làm gì không mọi người? Đó, kiểu nó chảy nước miếng luôn nha. Đó, nói chung ngon quá, mouth watering ha. Món nào mà kiểu nhìn vô kiểu không cầm lòng được rồi đó, cứ mouth watering cho thầy nha. Rồi, và phần cuối cùng đó là describe the reason why you liked it. Tại sao lý do mọi người thích nó? Rồi ở đây nha, thầy đang muốn nói về cái việc là tôi ăn cái đó như thế nào, rồi mọi người cùng nghe nhé. I pour just a little bit of maple syrup and ate them. The first bite, I tasted a combination of sweetness and richness of butter. I like cakes in general and I had a sweet tooth. Long story short, it was one of the best dinners I had in my life. Rồi mọi người cẩn thận thấy về cái này như thế nào nha. Đó. Tôi đổ một tí phiến siro maple syrup hay một cái loại siro và tôi ăn nó, thì cái miếng đầu tiên á, trời ơi tôi cắn vô tôi tận hưởng được cái sự gọi là sự hòa quyện hòa quyện của cái độ ngọt cũng như là độ dày của cái miếng bơ. Tôi thích cái bánh quá trời luôn á, nói chung là thực sự là các loại bánh thì tôi thích nó, và tôi có một cái chiếc răng ngọt ngào. Đó chính là tôi thích ăn đồ ngọt đó mọi người. Thì chốt lại ha, đây là một trong những bữa ăn tuyệt vời nhất mà tôi từng có trong cuộc đời của tôi. Đó. Rồi và thầy sẽ có ba cụm từ sau đây dành cho mọi người nhé. Thứ nhất là sweetness and richness, độ ngọt, độ dày, độ béo của cái gì đó. Have a sweet tooth. À, thích ăn đồ ngọt. À, personally speaking, I have something to admit to you that I'm a fan of chè. Mọi người đây không biết có ai thích ăn chè giống thầy không? Thầy là một fan của chè, chè đậu đen, đậu xanh, đậu đỏ, bà thân đậu gì đó, bà ba gì tùm lum la hết. Yeah, I have a really sweet tooth. Nó đôm na là như vậy. Rồi long story short ha, chốt lại câu chuyện. Đó, mọi người ai học với thầy nhiều chắc mọi người cũng đã quá quen với cái cụm là long story short rồi ha. Rồi, vì đây là chốt được câu chuyện chưa? Đó, chốt rồi. Thì đây đây là cái bài văn nguyên mẫu của thầy. Nếu mà ai đã theo dõi những cái live stream trước á, mọi người sẽ biết đây là cái bài nó hơi ngắn hơn so với bình thường. Nhưng mà mọi người để xem nhá, cái cách thầy đọc, thầy nhấn nhá và thầy nhớ nghĩ để coi coi là liệu có được dành trong 2 phút không nhá. Đây, chúng ta cùng nghe. Personally speaking, I have attended so many parties where I had dinner. But there is only one special dinner which I have always remembered and enjoyed it a lot. My family arranged it on my birthday. What I savor was not only the food, which was very delicious, but I spent a quality time with my friends and family also. So, if my memory serves me well, it was last month on my birthday, my family arranged dinner for me. The whole food was prepared at home by my mother, and some friends also help her in cooking. They made all of my favorite dishes, which is something I extremely appreciated. In addition, this wonderful dinner was arranged on the terrace in the open air. Eventually, we got seated, and my cousin brought to me what was called buttermilk pancakes. When the order was served, I was astonished
by the size of the portion. It was enough to fit me twice. Yeah, so visually, it was very appealing. There were about like 5 or 6 fluffy pancakes stacked on top of each other. The colors were black brown on the surface and cream yellow on the side. A piece of butter was placed at the very top. It was being melted by the heat and dripped down. Mouth watering, right? I poured just a little bit of maple syrup and ate them. The first bite, I tasted a combination of sweetness and richness of butter. I like cakes in general, and I had a sweet tooth. So long story short, it was one of the best dinners ever I had in my life. Okay, guys. Rồi, bài này thì thầy kết thúc lúc tầm 1 phút 45 giây. Đó, và chúng ta sẽ có đủ thêm 15 giây nữa để cho giám khảo có thể hỏi câu follow question if he wants to, he or she wants to ha. Rồi, thì đây, đó, tóm lại đây là một bài mô tả của thầy dành cho một trong những buổi tiệc hay ho nhất mà chúng ta đã từng tham gia, từng chứng kiến. Rồi, và nếu như mọi người muốn có thêm bất kỳ chủ đề nào nữa thì mọi người hãy cứ comment nhé. Thầy Tường sẽ thu thập mọi câu hỏi của mọi người và thầy Tường sẽ biên soạn là một cái bài để giúp mọi người có thể là conquer on the challenging topics in the IELTS Speaking Part 2. Rồi, it's time to say goodbye. See ya and see you next time. Yeah, thật ra see you 2 lần luôn nha. Okay guys, definitely we're gonna see each other once again. Bye bye. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.